Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại đình Thanh Sầm ở thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Ngôi đình nổi tiếng về giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Đình thờ nhị vị đại vương thời Hùng Vương có công dẹp giặc mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Trong chuyên mục Đất và Người Hưng Yên hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tham quan và tìm hiểu xem ngôi đình này có gì đặc biệt. Đồng hành cùng với Thanh Thảo trong chương trình ngày hôm nay, xin giới thiệu với quý vị chị Vũ Oanh, thuyết minh viên Ban Quản lý Di tích tỉnh Hưng Yên. Xin chào chị Oanh ạ. Con xin chào các cụ ạ, con chào công các bà. Vâng, thưa chị Vũ Oanh, ngày hôm nay có sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà ở đây thì chị có thể chia sẻ về lịch sử hình thành của đình Thanh Sầm không ạ? Theo thần tích làng Thanh Sầm chép lại rằng, xưa ở phủ Thiệu Thiên, Ái Châu có một nhà họ Phạm tên Hồng, vợ là Hàn Thị Khanh. Một hôm ông bà đang quăng lưới đánh cá trên sông, thấy một miếng đồng vuông mắc vào lưới. Ông liền đem ra sông thả lại, nhưng hễ cứ thả lại mắc vào lưới đến mấy lần. Ông đã mang cất vào trong thuyền, rồi đem ra mài, thấy một bài thiên thư. Vua Hùng Duệ Vương sau khi xem thiên thư và quan sát diện mạo của Phạm Hồng, vua nghĩ rằng sau này Phạm Hồng sẽ sinh thánh, nên đã giao cho ông làm trưởng quan phủ Khoái Châu, đạo Sơn Nam. Ông bà Phạm Hồng đã chọn vùng đất Thanh Sầm đây làm nơi định cư. Ông bà đi khắp nơi để cầu tự và rồi sinh ra một bọc, nở ra hai người con trai có hình dáng kỳ lạ, đầu rồng, mình rắn. Ngay từ thuở nhỏ thì Thiện Công và Quang Công đã thông minh, tài giỏi hơn người. Vua Hùng Duệ Vương giữ lại ở trong cung để dạy dỗ. Sau đó thì vua Hùng Duệ Vương đã giao cho hai ông cai quản vùng Châu Xích Đằng Lam Sơn. Và hai ông đã chọn vùng đất Thanh Sầm đây làm nơi định cư. Tại đây thì hai ông đã dạy nhân dân khai hoang lập ấp làm ăn buôn bán. Khi quân nhà Thục sang xâm chiếm nước ta, hai ông đã phò các tướng trong triều đình, dẹp tan quân giặc, đem lại cuộc sống thanh bình cho nhân dân. Sau khi hai ông hóa về trời thì để tưởng nhớ tới công lao của ông, vua đã sắc phong cho hai ông là Hướng Thiện Ninh Quốc Đại Vương và Đạo Quang Vĩnh Yên Đại Vương, sắc chỉ cho nhân dân vùng đất Thanh Sầm này xây dựng đình để hương hỏa muôn đời. Đình Thanh Sầm tọa lạc ở cuối làng Thanh Sầm, trên thế đất hình đầu rồng tựa lưng con sả. Theo các cụ cao tuổi trong làng, ngôi đình được xây dựng trên thế đất đắc địa. Đình được thiết kế nhìn về hướng Tây Nam. Phía trước là một hồ nước lớn, bao bọc quanh ngôi đình là con đường lớn, tạo nên những nét đẹp cổ kính, linh thiêng của ngôi đình cổ. Vâng thưa chị, vậy là đình Thanh Sầm đã có lịch sử hơn 200 năm rồi. Chị có thể chia sẻ đôi điều về những nét độc đáo nhất của đình Thanh Sầm được không ạ? Đình Thanh Sầm được xây dựng trên tổng diện tích là 13.664 m², có bố cục mặt bằng tổng thể kiểu tiền nhất hậu đinh, bao gồm các hạng mục công trình đó là nghi môn, đại bái, trung từ và hậu cung. Và công trình đầu tiên cháu xin giới thiệu với các cụ, với quý vị và các bạn, đó chính là nghi môn của đình đấy ạ. Nghi môn của đình thì được xây dựng theo kiểu tứ trụ, gồm có 3 cửa ra vào. Trên thân trụ thì có khắc đôi câu đối chữ Hán, có nội dung là ca ngợi công lao của các vị thành hoàng làng đấy ạ. Tiếp theo qua nghi môn vào đến sân đình là đến khu thờ chính, có kết cấu kiến trúc kiểu tiền nhất hậu đinh. Cháu xin mời các cụ, mời quý vị và các bạn cùng vào bên trong khu thờ chính để cùng chiêm ngưỡng những giá trị độc đáo về kiến trúc của đình Thanh Sầm ạ. Đoàn mình đang dừng chân tại tòa đại bái là hạng mục rộng nhất của đình Thanh Sầm. Tòa đại bái là nơi diễn ra các nghi thức tế lễ, là không gian mở, không gian của cộng đồng. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại rằng, đại bái xưa kia thì do hai hiệp thợ cùng làm, đó là một hiệp thợ của làng Phú Xuyên và một hiệp thợ ở trong làng đảm nhiệm. Bộ ví nóc của tòa đại bái được tạo tác kiểu trồng giường giá chiêng. Trên các cấu kiện kiến trúc của bộ ví nóc được trang trí đề tài vân mây lá lật, mang phong cách mỹ thuật thời Nguyễn. Bộ vị nách tòa đại bái trang trí đề tài tứ linh tứ quý, vô cùng phong phú sinh động với kỹ thuật chạm nộng, bong kênh đã phần nào phản ánh được trình độ mỹ thuật cũng như là tài nghệ của các nghệ nhân đương thời đấy ạ. Gian giữa của tòa đại bái là nơi đặt ban thờ công đồng, tức thờ những người có công với xóm làng. Phía trên ban thờ công đồng có treo bức đại tự Thổ Đức Tư Sinh, tức là đất tốt sinh ra nhiều nhân tài, và bức cuốn thư chữ Hán được phục chế nguyên bản theo bức cuốn thư cổ của niên đại vào thời Nguyễn ạ.
Tòa Trung Từ gồm có 5 gian, được làm song song với Tòa Đại Bái, là nơi đặt ban thờ các vị thành hoàng làng. Kết cấu các bộ vì nóc của Tòa Trung Từ thì được tạo tác kiểu vì kèo trụ trốn, các cấu kiện kiến trúc để trơn, không chạm trổ hoa văn. Thế còn kết cấu các bộ vì hiên của Tòa Trung Từ thì được tạo tác kiểu vì cốn mê, trên đó thì trang trí các đề tài tứ linh tứ quý vô cùng phong phú sinh động. Đây là tòa hậu cung, hay còn gọi là cung cấm, là nơi đặt ngai và bài vị thờ các vị thành hoàng làng. Về cấu kiện kiến trúc là hệ thống các bộ vì nóc của tòa hậu cung thì được tạo tác ở hai dạng, đó là dạng chồng giường và dạng vì kèo, đều để trơn không chạm trổ hoa văn. Lễ hội của đình Thanh Sầm thì được tổ chức vào ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng 2 âm lịch, và lễ hội chính thì được diễn ra vào ngày 15 tháng 2 ạ. Ngoài ra vào ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch còn là ngày hóa của hai vị thánh ạ. Điều đặc biệt, các chạm khắc ở đình Thanh Sầm đều mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn, với nhiều đề tài trang trí trên kiến trúc khá phong phú, đa dạng, làm cho ngôi đình trở nên sinh động và đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc. Bên cạnh đó là các mảng trang trí các đề tài tứ linh tứ quý, tùng cúc trúc mai, lá lật, khiến cho ngôi đình không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn trở nên rất linh thiêng. Ngoài những giá trị kiến trúc nghệ thuật, đình Thanh Sầm còn lưu giữ, bảo tồn được nhiều cổ vật, hiện vật rất có giá trị, sắc phong, kiệu rước, thần tích, đại tự, câu đối, vân vân. Những cổ vật là nguồn tư liệu quý, góp phần không nhỏ trong việc nghiên cứu và lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc. Trải qua những cái cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, gần đây nhất là hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, ngôi đình làng là nơi họp hành, nuôi dấu cán bộ, bảo vệ cán bộ trong thời gian kháng chiến. Thời gian bao cấp, đình làng có lúc làm kho cho hợp tác xã. Đến năm 2006 là trùng tu lần cuối cùng của đình làng, thì phục chế lại một số mà đã bị mai một trong cái khoảng thời gian trên 200 năm đó. Thế chúng tôi luôn luôn là lưu giữ và mang cái tính chất, tức là kể cả cảnh quan và kể cả là thờ tự, nó phải hài hòa với nhau, để lại cho những hậu thế mai sau loay gương các cụ, và đồng thời là gìn giữ những khu văn hóa tâm linh, di sản của làng quê. Cứ mỗi dịp tổ chức lễ hội thì khách thập phương, người con của quê hương, làm ăn xa quê, sinh sống ở mọi miền của đất nước đều tụ họp về dưới mái đình, rất là đông vui, và đồng thời là tạo nên cái không khí rất là phấn khởi trong tiềm thức của mỗi người dân Thanh Sầm. Chúng tôi dù đi xa đi gần, cứ đến những ngày đấy là nhân dân, người con của quê hương lại háo hức về để cùng với cả địa phương chung vui trong cái niềm vui chung của địa phương là ngày hội, tức là rước thành hoàng làng. Với những giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật độc đáo, ngày 15 tháng 4 năm 2022, đình Thanh Sầm được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Quý vị đã cùng với Thanh Thảo tìm hiểu khám phá đình Thanh Sầm. Trải dài theo thời gian, đình Thanh Sầm vẫn giữ nguyên được những nét độc đáo về giá trị lịch sử cũng như kiến trúc nghệ thuật, trở thành nơi tham quan du lịch hấp dẫn và là điểm đến thú vị dành cho du khách mỗi lần đến thăm Hưng Yên.